Chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Hôm nay thì gia đình của mình sẽ đi tháo mương, mà sáng sớm giờ này mới có 6 giờ à, nên là rất là lạnh. Giờ nước cạn rồi, đang còn ngồi trên bờ chuẩn bị đi xúc. Con cũng mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng đi xuống xúc cho vui nha. Đây là cái miệng chài mà hồi sáng cha mình chặn ngang để tháo cái đập á. Mình có đắp mấy cái bao, mình bỏ đất, mình đắp lên để cho nước nó ứ lại thì tôm cá nó ở trong cái mương này. Giờ chị Hồng, chị Hai xuống đi. Mới sáng lạnh cái đứng trên bờ không à. Cái này là khỏi tập thể dục luôn á chị. Giờ 6 giờ xuống đây lội về. Khỏi tập thể dục luôn. Cả nhà. Bộ mặc đồ nổi vậy mới bắt được cá hay sao chị? Phải phối ba màu vậy nè. Chào nữa. Chào à. Mốt em đặt chị đồng chào. Chị Hồng mới đây trao được hai con rồi hả? Đây nè. Cái gì vậy đây? Em cho chị khỏi động cho không lạnh. Chị bắt được con cá đó nướng cho hết củi lửa à. Ôi trời, hay dữ rồi chị. Hay quá hả? Mới được tôm hả? Đó. Nhờ chị trao đục quá nha. Vậy mà nãy nói cái mương này cạn quá không biết có không? Trời cũng không phụ lòng ai ha, mới sáng sớm. Giao vô có một cái nè. Chị Hồng chỉ trao có một cái mà quá trời luôn. Được mùa bội thu à, vậy khô khô quẹt nha. Trời ơi chị ơi, bắt cá chứ đâu có đi móc bùn đâu, chị móc bùn không vậy? Em thấy chị đem cái túi chín gan là em rầu á. Em túi gì cũng có tôm gặm luôn. Ôi chị bắt hay quá hả? Đúng là thiên tài. Tay giữ đây cả nhà. Mới khen thiên tài. Thiên tài thiệt kìa chị Hồng ơi. Mai mốt chị đây, chị phải bận bộ đồ nổi vậy nè. Thì chị nói phải phối hợp ba màu. Đó. Chứ bận đồ đen như chị không nên. Chị Hồng ơi, túi chín gan sắp đầy rồi chị ơi. Quá trời luôn. Trời ơi, chị Hồng thì cá tép nhiều hơn tôm. Chị Hai bắt tôm hết rồi. Chị trao cực khổ mà chị Hai chị bắt hết trơn rồi. Trơn. Tội nghiệp phải không? Trao xù đầu luôn, bị bắt hết trơn. Xù đầu. Sáu mà thấy chị vậy cái gì sáu mới tội nghiệp Hồng nữa. Tội nghiệp Hồng nữa, trao lên tụi này bắt hết trơn. Rồi nó bắt hết. Ơ con lòng tông nè chị. Nó có dùng chính những gì như thấy vậy. Đó. Nó nghe chị Hồng. Hết chưa lên chị ơi? Bầu vậy hả, tên này. Chị đi trút bầu chị đi. À, một tháng được mấy con nước cái đi xúc về đỡ hay chị? Mới sáng sớm mà nắng chưa lên nữa. Lội sông lạnh.
Giờ là chị Hồng với chị Hai chuẩn bị mình kéo cái lưới này nè. Lưới mình giăng ngang đây nè. Ồ, nhiều quá chị ơi. Ôi, quá trời luôn chị. Ở con lông tông khủng chị ơi. Đây nè. Ôi ơi, con này nó bự nè. Quá trời luôn nè. Mê vậy. Mê hàng nhóm núm không chị? Không chị. Wow. Ôi thử ra. Phải đi bỏ mà chỉ đi trước, chỉ bắt tôm mới cưng. Cũng cái mương này năm xưa bắt được cua biển nè. Lên bầu heo để chị lấy à. Né qua cái túi của chị nha. Túi thần kỳ hả? Quá. Tới quá thiệt. Chị làm gì chị Hồng? Giờ nắng lên này hả chị? Chị Hồng đắp hay quá. Cái này vậy là kêu tình ngăn đôi bờ không chị? Cá lóc khủng à. Cá lóc khủng. Chắc nướng hết củi lửa à. Có không? Không kiếm gì vậy? Sao chị biết? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa?
đâu à? Chạy em à. Em bây giờ canh cũng được. Quê vậy, chị Hồng giỡn mặt lên quê nè. Không, nó cũng sắp chết vậy chị Hồng. Lấm gì ly vậy? Trời ơi, lấm đâu chị ơi? Chị ơi, đâu có cái túi của em còn không chị Hồng? Sao nó bắt được tôm vậy chị? Chị một cái một chị. Trời ơi, trời ơi. Chị chỉ có giỡn chửi em thôi. Chị Hồng. Chảy mất tiêu tôm rồi chị Hồng. Quỳ đi. Hai con chảy hơn con. Nói vậy chị tin nó bắt được không? Thấy bao nhiêu đó chị tin không? Chị Hồng họ coi cái túi giùm em nghe còn không nè. Nghi nữa quá. Xả đú rồi. Ở con này có gì ngon ngọt quá ta. Mà thiệt cưng bắt toàn là mấy con ngộ hơn ta không. Ngộ thiệt á. Con nào mà chị Hồng không bắt là cưng quá. Phải chào dứt lia nữa chứ. Có không? Con tôm nữa đừng quá trời, hàng chi cũng dớt được phải. Em mà bắt được đó em coi nó có bị đuôi không? Coi còn sống không nữa chứ. Còn nó em gu rồi cưng chắc chết vậy. Thấy chưa? Ê ê ê. Còn nó còn sống. Bạc bạc luôn nè. Rồi nó đuôi. Hai con tôm giống nhỉ. Qua một động mương mới nè. Qua một hai cái này. Hai rồi. Cái hai con tôm rồi. Cái này tớt cái nhỏ. Chị Hai ơi, lên coi chị Hồng chỉ làm trò gì nè, chị đắp đập, chị làm gì đây nè. Chị, móc móc vô gắn kéo ra vậy thượng. Cái là làng xỉu đó, không biết sao đem lên. Chỉ làm tình ngăn đôi bờ nữa rồi. Ồ, ăn tôm nè. Trời ơi, chị trao đục cái chị Hai chứ bác. Ủa, chị Sáu la chị nữa. Ồ, chị Hồng chỉ trao cái khô khô đủ luôn, bữa luôn á. Chị bắt tôm hết thì về đặt nó thối thân. Đó, chị bắt tôm xong giờ lấy cái bị đi nữa rồi kìa. Nói vậy? Trời đất ơi, coi đó. Nó trút bầu của chị hết trơn, đúng là con cáp hả? Chị Hồng chỉ kêu trời không chứ nói trời thấy mê gì nè.
tay gạt không nó cũng có cá nữa. Ừ. Lấy cái tay gạt không bao nhiêu đó, bắt mỗi tay luôn. Đó, mình cận cảnh cái lồng tông đây. Nước khi mà nước nó đục lên á là cá nó nổi lên vậy á. Cái mình lấy cái rổ mình hứng dùm vớt đó. Quá trời luôn nè chị ơi. Chị lo làm gì đâu mà đi bắt tôm không à. Đây nhân vật chuyên bắt tôm. À anh ta nói là thừa nước đục thả câu, còn này thừa nước đục cái bắt hết tôm của người ta. Đó thấy chưa, hay không chị không? Làm con nữa thôi. Trời ơi. Coi chị hai chỉ bắt không kịp thở luôn, lia lịa luôn kìa. Lên đầu luôn nè. Ôi chị Hồng nè. Ôi chị Hồng chỉ vớt một cái. Quá trời luôn nè. Chị hai giờ đứng tại chỗ luôn nha. Hoạt động tại chỗ. Xúc vô nha. Đó. Trời ơi bự quá. Ôi chị Hồng chứ bắt đừng tôm chứ mừng. Con thủy nãy giờ định nó bắt hết. Mình chỉ cần thấy một sợi râu đỏ lú lên. Rồi vô rổ liền. Làm gì chị Hồng? Cá nó vô đó. Trời ơi. Nè, thấy con cá không? Thôi không ăn đâu. Lấy ra rồi bỏ luôn nha. Phụ nó chị. Chị lại chị phụ lấy nè. Rồi được không? Lấy phụ nó đi. Rồi lấy được rồi. Tài đất ơi. Trời ơi. Nhiều quá. Trời đất ơi. Nhiều quá nó luôn. Con gì nè? Mang từ ngang xuống. Con gì bự quá nè. Bắt thì không được mà cá chui vô đít. Trời ơi, chui vô đít nhột. Nhiều cá. Ít tôm mà nhiều cá đã quá ha. Ghê chưa? Rồi giờ mình trút vô bầu mình chuẩn bị về thôi. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc cả nhà xem vui vẻ nha. Hẹn cả nhà ở những clip sau. Bây giờ mình phải về thôi, lạnh quá chịu hết nổi.